Xin chào tất cả các bạn. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn có gửi thông tin cho mình là hướng dẫn cách làm một chiếc quạt 12V thật là đơn giản. Hoàn toàn ai cũng có thể làm được. Tại vì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại quạt 12V người ta sản xuất và người ta bán. Thì cái giá thành đó không hề rẻ một chút nào cả. Thì những người mà không có điều kiện thì người ta không thể nào mà có thể mua được những cái chiếc quạt đấy. Thì các bạn ấy mong muốn là mình làm cái video tự chế một chiếc quạt 12V đơn giản mà tại gia đình có thể làm được. Thì hôm nay mình sẽ làm video theo yêu cầu của một số bạn có gửi cho mình. Thì mình sẽ chế tạo một chiếc quạt 12V và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Một cách làm đơn giản nhất và hoàn toàn ai cũng có thể làm được. Trước tiên, nguyên liệu các bạn cần tìm đó chính là một chiếc motor 775. Đây là một loại motor 775, là một loại đuôi dài nha các bạn. Thì ở phía sau của chiếc motor 775 này thì mình đã hàn sẵn một cái mạch điều chỉnh tốc độ cho chiếc motor 775 này. Thì cái mạch điều chỉnh tốc độ này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các loại mạch chỉnh tốc độ khác. Thì đối với mình sử dụng cái mạch điều chỉnh tốc độ loại này. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần thêm một cái nguyên liệu nữa, đó chính là một cái bộ khớp nối trục đó các bạn. Và một cái trục quạt cũ, các bạn có thể tận dụng những cái quạt cũ hỏng và các bạn sẽ lấy cái trục của nó và các bạn sử dụng. Tiếp theo đó chính là hai cái vòng siết. Hai cái vòng này thì bạn có thể mua ở một số đồ bán đồ điện kim khí rất là dễ, hoặc là đồ điện cơ khí. Và một cái tấm anu tròn này. Cái tấm anu này mình cắt theo kích thước mà giống cái khuôn mẫu của một cái khuôn quạt đó các bạn. Mình cắt theo cái mẫu của nó. Thì cái tấm anu này sẽ có cái chiều dày tầm khoảng 7 đến 8 mm, nói chung là càng dày càng tốt nha các bạn. Và một số loại ốc để nối và vặn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Trước tiên, đối với cái motor 775 này thì các bạn sẽ lắp cái bộ phận khớp nối vào đây trước. Đây, mình sẽ lắp vào nha. Sau khi đã lắp khớp nối vào motor 775 rồi, mình sẽ siết chặt cái khớp nối này kết nối với lại cái đầu trục của cái motor 775 này. Hiện tại thì những cái motor 775 này thì hiện tại nó rất là sẵn các bạn ạ. Các bạn hoàn toàn có thể tìm và dễ mua hơn là những cái loại motor khác. Thì hôm nay mình cũng hướng dẫn các bạn cách tìm và lắp ráp một chiếc quạt này, nó tìm cái đồ nó dễ hơn các bạn ạ. Hiện tại đồ bây giờ đang khan hiếm mà. Sau khi đã lắp khớp nối xong thì mình sẽ tiến hành mình lắp cái trục của nó. Cái trục này là trục 8 mm. Thì mình cắt từ cái trục quạt cũ ra, mình sẽ lắp vào cái khớp nối này. Sau khi lắp trục thì cũng tiến hành như thế thôi, siết hai con ốc này vào để cho nó cân và nó giữ được cái trục này nó chắc chắn hơn. Sau khi các bạn siết trục xong thì các bạn lấy tay các bạn xoay thử xem nó đã có cái mức độ cân bằng hay chưa nhá, và nó có trơn tru hay không nhá. Cứ thế là các bạn siết nó vào. Rồi sau khi bạn đã lắp được cái bộ trục của nó như thế này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào cái bộ khung, bộ phận khung đỡ. Trước tiên các bạn sẽ tháo cái miếng đệm của cái motor 775 này ra. Ở đây sẽ có một cái miếng đệm bằng sắt. Và các bạn sẽ lắp cái bộ khung đỡ này vào. Cái bộ khung đỡ này các bạn hoàn toàn có thể cắt từ những cái tấm nhựa anu hoặc là cái loại nhựa khác đều được nhá. Các bạn sẽ cắt theo cái kích thước cũ của cái bộ khung quạt đấy. Và sẽ làm và cắt theo kích thước của nó. Ở đây mình cũng cắt theo kích thước của nó. Và mình sẽ tiến hành đặt cái bộ khung đỡ bằng cái tấm nhựa anu này vào cái vị trí ở giữa trung tâm của cái motor 775 này. Các bạn chú ý một chút là cái tấm nhựa anu này thì các bạn sẽ cắt cho nó dày một chút, dày càng dày càng tốt nhé, dày từ khoảng từ 5 cho tới 8 mm là được rồi các bạn. Đây là tấm nhựa anu mình ghép từ nhiều cái miếng anu lại với nhau. Sau khi đã đưa cái tấm anu khung đỡ này vào cái bộ phận này rồi, vào giữa cái motor 775 này, mình sẽ tiến hành mình đưa cái vòng siết này vào đây. Mình sẽ siết cái motor này lại cho nó giữ cái vòng siết này với lại tấm anu để cho nó chắc.
và nó có cái tác dụng là nó sẽ giữ cho cái tấm ano và cái motor nó được giữ chắc chắn và nó cân bằng. Mình sẽ siết hai vòng tại phía sau này, mình sẽ điều chỉnh và mình sẽ siết nó vào đây. Và cái bộ phận phía trước này, trước khi siết cái vòng siết phía trước này thì mình sẽ nắp cái bộ phận cái bộ vỏ của nó vừa xong mình tháo ra, đó chính là cái bộ phận nắp bằng sắt đấy mà lúc đầu mình tháo ra đấy. Đây là cái nắp bằng sắt của nó. Cái nắp mà nắp này nó có tác dụng là nó tản nhiệt cho cái motor này, và nó cũng có tác dụng là nó làm cái lực cân bằng từ trường cho cái motor này. Sau khi mình đã nắp cái vòng sắt này của nó vào rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cái vòng siết này vào đây. Thì cái vòng siết này thì các bạn sẽ nắp hai đầu. Nếu mà nhà bạn không có cái vòng siết này thì các bạn có thể sử dụng cái dây thép và các bạn sẽ buộc lại cũng được nha các bạn. Nhưng ở đây mình sử dụng những cái vòng siết như thế này cho nó tiện các bạn ạ. Rồi sau khi mình đã siết hai bên hai đầu tại cái khung đỡ bằng nhựa này và đây rồi, nó rất là chắc chắn mà nó giữ cho cái motor này được cân bằng như thế này rồi, là đã hoàn thành được tổ khoảng 80% rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái công việc tiếp theo. Mình sẽ sử dụng các con ốc cố định của nó. Những cái con ốc này thì các bạn cũng có hoàn toàn thể tìm kiếm và mua được rất là nhiều ở những cái tiệm bán đồ kim khí. Đó là bán đồ vật liệu linh tinh, nó liên quan tới sắt các bạn ạ. Các bạn tìm mua những con ốc này rất là dễ. Và sẽ đưa những con ốc này vào đây và tiến hành các bạn sẽ lắp vào cái khung quạt. Thì các bạn sẽ tận dụng cái quạt cũ bị hỏng cuộn dây. Trước tiên thì cái quạt cũ này thì các bạn sẽ tháo hết cái bộ phận lồng bảo vệ này, tháo cánh quạt này và tháo cuộn dây điện và tháo chụp. Đây nha, ở đây mình đã tháo sẵn rồi nhưng mà mình sẽ rút ra cho các bạn xem. Mình sẽ loại bỏ cái cuộn dây điện này trước này, loại bỏ cái chụp này trước này, và mình sẽ giữ lại cái bộ phận khung của nó, giữ lại nguyên bản này các bạn. Đây, giữ mỗi cái bộ phận khung như thế này thôi là chúng ta có thể lắp được rồi, chứ không cần phải tháo quá nhiều chi tiết các bạn. Nếu mà tháo quá nhiều thì các bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để các bạn làm, nhưng mà đối với cách này của mình thì nó đơn giản hơn. Rồi sau khi các bạn giữ lại được cái phần khung như thế này rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp cái bộ phận vừa rồi này vào. Trước khi lắp thì các bạn sẽ tra dầu máy khâu để bôi trơn cho cái trục nhá. Rồi thì các bạn cứ lắp vào đây thôi, rất là đơn giản. Đấy, theo cái bộ này các bạn sẽ tiến hành các bạn sẽ siết mấy con ốc này vào đây và điều chỉnh cho nó một chút là hoàn thành. Rồi sau khi mình đã lắp, tiến hành lắp cái motor này gắn vào cái bộ phận đầu quạt như thế này rồi, như vậy là đã xong rồi nha các bạn. Đấy, công việc còn lại thì các bạn có thể quan sát thấy sau khi mình đã lắp xong, nó hoàn thành tới 90% rồi. Đấy, các bạn sẽ lắp như thế này và siết tất cả những cái con ốc lại nhá, và điều chỉnh cho nó cân bằng là ok. Trong quá trình các bạn điều chỉnh siết ốc thì các bạn sẽ thử lấy tay các bạn xoay trục, cảm giác nó trơn là được rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái bộ phận dây điện này vào đây nhá. Cái dây điện thì các bạn sẽ luồn qua cái lỗ này và đưa xuống dưới này cho nó gọn. Còn cái bộ phận vỏ của cái đầu quạt này thì các bạn sẽ khoan một cái lỗ ở đây. Tùy theo các bạn thích khoan lỗ tại vị trí nào thích hợp của các bạn thì các bạn sẽ khoan nhá. Như ở đây mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây để mình lắp một cái chiết áp điều chỉnh. Cái chiết áp này nó sẽ có tác dụng là sẽ điều chỉnh tốc độ này và tắt mở quạt luôn. Đấy. Nó đều nằm ở trên một cái bo mạch điều khiển của nó hết rồi. Như thế này là xong, các bạn sẽ vặn con ốc và lắp cái chiết áp này vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái bộ phận rắc cắm của nó vào cái bộ phận mạch điều khiển và lắp cái phần vỏ đầu quạt này vào. Là xong thôi các bạn ạ. Nếu mà cái nhựa anu thì nó hơi bị chạm quá nhiều thì các bạn sẽ mài bớt cái nhựa anu đi nhé. Nói chung là cái nhựa anu này thì các bạn sẽ thiết kế riêng theo cái bộ khung vỏ của cái quạt cũ của nó thì nó tốt hơn. Tại vì có nhiều loại đầu quạt này thì nó có nhiều loại khung to, khung nhỏ và cái vỏ nhựa to, vỏ nhựa nhỏ, nên các bạn phải tự làm theo cái bộ phận khung của nó thì nó sẽ thích hợp nhất.
Đây, những cái đầu quạt của mình thì nó cũng gọi là vừa thích hợp các bạn ạ. Mình chỉ mài đi một tẹo thôi. Sau khi mình đã cắm tất cả các rắc của cái mạch điều chỉnh cái độ này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cái bộ phận vỏ của cái đầu quạt này vào. Như vậy là xong thôi các bạn. Sau khi đã tiến hành nắp xong cái bộ phận vỏ quạt ở cái đầu quạt này như thế này rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nắp cánh quạt, là công việc của chúng ta đã hoàn tất. Sau khi nắp cánh quạt thì mình sẽ nắp luôn cái đồng bảo vệ vào cho nó và mình sẽ thử cho các bạn xem nha, liệu nó có hoạt động hay không. Đấy, sau khi mình nắp cánh quạt mình vào thì mình quay thử luôn. Nó cũng rất là trơn tru các bạn ạ. Đấy. Bạn nhớ siết cái con ốc ở chỗ cánh quạt này cho nó chắc một chút để trong quá trình hoạt động nó êm và nó không bị rung lắc nhá. Đấy, như thế này. Rồi bây giờ tiến hành mình lắp cái nồng bảo vệ bên ngoài nhá, và mình sẽ thử cho các bạn xem. Rồi hiện tại mình đã kết nối cái quạt này với lại cái bộ phận ắc quy ở bên dưới. Các bạn có thể nhìn thấy cái bộ ắc quy của mình ở bên dưới đây nhá. Mình đã kết nối nguồn điện tới hai cực của ắc quy và mình sẽ vặn cái núm chiết áp này và cho các bạn thấy này. Đấy, đây là mình đang điều chỉnh cho độ quay mạnh dần. Các bạn có thể nghe thấy tiếng gió ở đấy rất là mạnh và rất là êm các bạn ạ. Đấy. Cái quạt này thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ theo cái mức gió thích hợp của các bạn để các bạn sử dụng. Khi các bạn điều chỉnh cái mức độ tiêu thụ của cái quạt này thì nó cũng giúp cho cái ắc quy của bạn nó cũng tiết kiệm điện hơn so với là các bạn chạy trực tiếp từ cái motor 775 này, tức là các bạn sẽ cho chạy max tốc độ của nó thì nó sẽ tốn điện hơn thông thường. Nhưng mà nếu mà thông qua cái mạch giảm biến áp này thì nó sẽ dễ dàng hơn và điều chỉnh được tốc độ quạt thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều điện ở cái bình ắc quy 12V. Rồi. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ hy vọng với các bạn là các bạn hoàn toàn có thể làm được theo cái video này của mình. Cách này là cách đơn giản nhất mà mình đã nghiên cứu ra và mình muốn chia sẻ với bạn cách làm. Các bạn cứ làm theo cái video này của mình là ok thôi. Mọi thông tin chi tiết cũng như là thắc mắc và những cái băn khoăn ở trong cuộc sống thì các bạn hãy comment bên dưới bình luận. Có những cái khó khăn và những cái thắc mắc gì thì các bạn sẽ comment bên dưới bình luận và mình sẽ vào và mình sẽ giải đáp và mình sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này của mình. Các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like video này và các bạn chia sẻ video này tới tất cả mọi người. Hy vọng một người nào đó nó sẽ hữu ích cho các bạn trong những cái ngày mà bị mất điện như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể tự chế chiếc quạt này được tại ở nhà. Sẽ không phải tốn quá nhiều chi phí để mua một cái quạt khác. Rồi các bạn thấy hay thì nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.